Tôi là Trần Công Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 8 của chúng tôi. Sau đây, xin mời quý chiến hữu và quý thính giả theo dõi phần thời sự với tiết mục thứ nhất, đa hiệu online. Sau Tổng Đại hội tại Bắc California, theo đúng nội quy và điều lệ của Tổng hội, một ban chấp hành của Tổng hội nhiệm kỳ 18-20 đã được hình thành, bao gồm những sinh viên sĩ quan có khả năng, có tinh thần trách nhiệm và nặng tình võ vị trong tinh thần đó, cựu sinh viên sĩ quan Mai Văn Tấn khoa 1 đã được chỉ định làm chủ bút tờ đa hiệu online. Theo đúng thời hạn, đa hiệu online đã được trình làng. Quý chiến hữu và thân hữu muốn đọc xin vào link sau đây. Võ bị quốc gia Việt Nam org đa hiệu online số 1 index tiết mục thứ nhì mất mát. Trong tháng 7 năm 2018, gia đình quân đội tại hải ngoại đã có những mất mát lớn lao sau đây. Thứ nhất, Đại úy Mũ Xanh Phạm Văn Bình, Phòng Tâm Lý Chiến, Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến, Pháp danh Liễu Thoát đã tạ thế ngày 22 tháng 7 năm 2018, hưởng thọ 79 tuổi. Thay mặt ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, anh em Mũ Xanh Tiểu đoàn 16 Thủy quân Lục Chiến, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và xin được góp tiếng kinh cầu để hương linh Mũ Xanh Phạm Văn Bình sớm về cõi vinh hằng. Thứ nhì, cựu sinh viên sĩ quan Ngô Gia Truy, chúng tôi nhận được bản thông báo sau đây. Chúng tôi là cựu sinh viên sĩ quan Hồ Đăng Xứng, đại diện khóa 21, cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thay mặt bà quả phụ Ngô Gia Truy cùng tăng quyến, thay mặt cựu sinh viên sĩ quan khóa 21 và gia đình, và thay mặt học sinh trường Trung học Trần Lục và gia đình, xin trân trọng thông báo một tin buồn đến quý vị như sau. Cựu sinh viên sĩ quan Ngô Gia Truy, khóa 21 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, cựu học sinh Trường Trần Lục, sinh ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1942 tại Bắc Giang, Việt Nam, đã mãn phần ngày 24 tháng 7 năm 2018, Hương thọ 76 tuổi. Xin quý vị cùng tang quyến, cùng khoa mốt, cùng anh em học sinh Trần Lục dâng tiếng kinh cầu để hương linh người quá cố sớm về nước Phật. Tiết mục thứ ba Việt Nam tôi đâu. Chúng tôi xin phép được trích đọc bài viết của một sĩ quan cán bộ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Thiếu tá Lê Hữu Khái, viết về cuộc chiến tranh Triều Tiên như sau. Cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ kéo dài không quá 3 năm trời, từ năm 1950 đến năm 1953 giữa Bắc Triều Tiên và lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ chỉ huy. Thời gian này, nước ta còn trong thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp. Pháp cũng là một thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc và cũng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho nên bắt buộc phải tham chiến tại mặt trận này. Và khi thành lập một tiểu đoàn bộ binh với quân số hơn 1.000 người do Trung tá Mông Cà làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn này gồm lính tình nguyện và lính trong lực lượng viễn trình của Pháp và chắc chắn là phải có người Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 1950, tiểu đoàn này đã đổ bộ lên Busan và cho đến ngày đình chiến ngày 27 tháng 11 năm 1953. Tiểu đoàn này được bổ sung và thay thế quân số đến hơn 3.000 người. Ngoài ra, Pháp còn có một lực lượng hải quân tham chiến tại đây. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại Pháp hãy kêu gọi chính phủ Pháp làm những gì mà chính phủ Mỹ đang làm là mang hài cốt của lính Tây và lính Việt Nam tại Bắc Hàn về Pháp. Và sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần chủ đề của chúng tôi nhất thắng chúng tôi xin trích đọc một tài liệu liên quan đến ba nhận xét của trung tướng nguyễn đức thắng vào những ngày cuối cùng trong tháng 4 năm 75 tại Sài Gòn như sau. Tài liệu này do Trung ương Tình báo Hoa Kỳ Sở Điều hành phổ biến. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, số FVS 34320 với các chi tiết sau đây. Thứ nhất, ngày 23 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Nguyễn Đức Thắng, cựu tư lệnh vùng 4 chiến thuật đã tiết lộ rằng ông đã được tái tác dụng vào ngày 22 tháng 4. Ông phải trình diện Bộ trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn ngày 23 tháng 4 để được bổ nhiệm. Tướng Thắng nói, ông đã làm đơn xin được tái trưng dụng 6 tháng trước đây, nhưng một số người khác cho là ông thuộc thành phần quá nguy hiểm nên đã bác đơn yêu cầu của ông. Thứ nhì, Tướng Thắng đã nói là tới lúc phải áp dụng kỷ luật thép trong quân đội, những hiện tượng rối loạn đã xảy ra Sài Gòn nhiều sĩ quan phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu đã bắt đầu giáo diết chuẩn bị di tản cho mình và cho gia đình của họ. Họ đã đào nhiệm hai ngày rồi. Tướng Thắng nghĩ rằng Bộ Tổng Tham Mưu và Chính phủ không có những nhận thức về hiện tình đất nước và có sự hỗn loạn này có thể tiêu diệt mọi sự. Tướng Thắng quy trách nhiệm về việc di tản chiến thuật tại vùng 1 và vùng 2 do Bộ Tổng Tham Mưu không có những bản phúc trình đặc biệt gửi lên Tổng thống về những nguy cơ tiềm ẩn khi những vùng này rơi vào tay Việt Cộng theo tướng thắng. Trong giai đoạn này quân đội cần phải có một cấp chỉ huy phải thật tướng rắn và linh động để giải quyết tình trạng hỗn loạn này. Tướng thắng cho rằng tình hình quân sự đang ở trong tình trạng hết sức tuyệt vọng, nhưng quân đội phải tập hợp lại, phải đứng vững để chính phủ không đổ vỡ trước khi nói chuyện với cộng sản. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chính phủ sẽ đổ vỡ và ngay cả Bắc Việt nếu muốn thương thuyết thì cũng chẳng có lấy chính phủ nào thực sự để mà nói chuyện. Trong cuộc đàm luận riêng tư Tướng thắng với tương đôn ngày 22 tháng 4 năm 75 ông nhận xét rằng có rất nhiều hỗn loạn trên bình diện quốc gia vì thiếu vắng một sự lãnh đạo thật sự trong nội các của tân tổng thống Trần Văn Lương tướng thắng cho rằng chỉ vài ngày nữa chính phủ sẽ không còn những dân sự có khả năng để mà điều hành thứ ba tướng thắng nói rằng ông rất bất mãn về tình trạng hiện tại của quân lực Việt Nam Cộng hòa sư đoàn dù đã bị tan rã với kiểu đánh nhỏ giọt giờ này hầu như không còn hiệu lực chiến đấu nữa tư lệnh dù chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng đã xin nghỉ phép dài hạn để tỏ thái độ bất mãn với Bộ Tổng Tham mưu. Tư lệnh Sĩ quân Lục Chiến, Thiếu tướng Bùi Thế Lân có gần một sư đoàn khá đầy đủ. Tướng Lân không báo cáo Bộ Tổng Tham mưu tình trạng thật sự để tránh kiểu đánh nhỏ giọt. Khả dĩ đây đế đến quả là bị tẩu tán và bị hủy diệt. Tướng Thắng cho biết ông có thể chỉ huy được cả hai tướng Lưỡng lẫn Lân cũng như quân đội vì uy tín của ông rất lớn ở trong quân đội. Tướng Thắng cho rằng nếu không nhanh chóng thực hiện một hành động gì đó trên bình diện quốc gia, chính phủ sẽ tan vỡ vì hỗn loạn trước khi mà thương thuyết có thể bắt đầu. Tướng Thắng cho rằng nhất thiết phải nêu rõ các mục tiêu của một lập trường mạnh mẽ cho cả dân chúng và quân đội. Ngoài ra, Tướng Thắng không tin rằng Cộng sản sẽ chịu thương thuyết với Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ông nói nếu ông được tái bổ nhiệm, ông sẽ giữ, xin giữ một chức vụ quan trọng tại Bộ Tổng Tham mưu. Ông sẽ tranh đấu để phần điều hành quân đội và đặt để vào tay của quân đội để làm ổn định tình thế để đủ thời gian để chính phủ có thể bắt đầu thương thuyết với Việt Cộng Quân đội phải có những biện pháp mạnh để tái ổn định Bắt tất cả các sĩ si quan trở lại đơn vị Việc bắt giữ các tướng tá thuộc vùng 1 và vùng 2 không mạnh đủ Họ phải được đưa ra xét xử ngay lập tức để làm gương Ông chống đối lại đảo tránh Chống lại Phó Tổng thống Trần Văn Hương Nhưng sẽ ủng hộ thay thế Phó Tổng thống Trần Văn Hương Bằng một nhân vật lãnh đạo dân sự Có khả dĩ thương thuyết với Cộng sản Như Thượng nghệ sĩ Trần Văn Lắm ông cảm thấy cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cần đóng một vai trò trong tân chính phủ. Nhưng ông tin rằng ông Kỳ không thích hợp trong chức vụ thủ tướng. Kính thưa quý chính hữu, kính thưa quý khán giả. Nếu sau khi thủy quân lục chiến kéo cờ chiến thắng tại Cổ Thành, Quảng Trị ngày 16 tháng 9 năm 1972, để sau đó đến Hiệp định Paris, Bộ Tổng tham mưu phải có quyết định cứng rắn với quân đoàn 1, phải trao trả trách nhiệm tổng trừ bị lại cho hai binh chủng, thủy quân lục chiến và nhảy dù, như trước khi xảy ra trận tổng tấn công năm 1972 thì câu nói của võ nguyên giáp trở thành vô nghĩa khi giáp nói hãy căng chúng nó ra mà đánh lấy điểm làm diện và lấy diện làm điểm với hai sư đoàn tổng chuẩn bị nhảy dù vào thứ quốc lục chiến đã xóa câu viết của bắc việt là cả ba tan đảo còn cổ thành thành cổ quảng trị còn và giáp ôm mặt khóc khi nghe tin toàn bộ trung đoàn triệu hải bảo vệ cổ thành quảng trị chỉ còn ba người sống sót bơi qua sông Thạch Hãn để trở về phương Bắc. Để rồi sau đó xuất hiện bốn câu thơ sau. Đò lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sông nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Kính thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề nhất thắng của chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới trân trọng.